Ok. Đang lên Google Maps search hút theo anh Yến đi đã. Đi đường Hà Nội nhỉ. Chắc đáng phải em. À, có hành trình. Thấy tôi mở cửa số vậy. Mở cửa số. Đây đây đây. Ui 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 ui. Anh chui xuống đi. Chỗ đấy. Ờ, mày bảo thằng Phúc dậy thì tao có thể ra cho mày. Đấy, mày đừng ngồi, mày đừng dùng ít, mày ngồi mà tao. Tao ngồi. Tao chuẩn bị đấy. Đây là nắm sách trắng này. Nắm sách à? Đây tao mượn cửa số vậy. Đây mày mày. Ok ok, của thằng kia thằng. Ôi ui ui. Holy shit. Ui, bấm bình thật. Lại tay vào đi. Vào đi thầy. Ui. Thì bảo tao không ngãi vào này đâu. Trần Phúc Nguyễn, Trần Thối cái gì không mày? Không, Trần Phúc Nguyễn thơm của mèo. Nam sách, chính là mail book. Ờ, thầy mày quay rồi. Tao mượn mày thả mặt ở đâu. Ok thầy. Chết rồi. Ui, trần bấm bình thật có. Trên này có cái gì bám không? Ô. Cái đi ngồi xuống đi. Ừ, thì mà không chắc mời nữa mẹ. Ô. Thế đây sập sập tinh 100%, xong rồi một bên không có điện nữa. Vừa lại sập tay nghe tao rồi. À không mà. Đấy, vẫn tay nghe tao rồi, sao 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 không có điện mà. Một chiếc có, một chiếc không ạ. In your shirt long ago at the Plaza Chuck, he danced really wonderful. And all of us have stayed. Tao làm miếng nào. What's the fuck? Okay. Hết rồi. Tôi làm gì đó? Miếng. Mì tôm à? Tôm sống. Mẹ tôm tao sống. Tao tính bảo tôm đứa rồi một ra, nhưng mà tao nghĩ tao ăn thì tao sẵn cái nó chết. Không, tao nghĩ tay cũng bẩn lắm. Tay, chắc tay tao hơi bẩn. Ok, tao giả mày. Tao giữ tay đi đấy. Chắc không ơi. Tao thấy từ cái lúc mà mày cầm cái quần ra là chưa giữa đâu. Đấy, mày nhìn xem địa chỉ của anh em ở đâu. Địa chỉ á? Mày muốn về nhà không? Tao muốn xem anh em đang chết rồi. Thì tao bảo về nhà thôi. Mày chơi nắm sách à? Đúng rồi. Quê tao nhỉ, quê tao. Cổ Dũng Kim Thành. Thái mày muốn chơi trò chơi gì đó không? Trò chơi trên đường.